Sáng ngày 26 tháng 4, một lãnh đạo xã Đắc Sô, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người đàn ông nước ngoài mất tích tại khu du lịch thác Rai Sáp, xã Đắc Sô. Theo lãnh đạo xã Đắc Sô, ngày 24 tháng 4, người đàn ông có quốc tịch Nga cùng một người phụ nữ từ thành phố Hồ Chí Minh lên khu vực thác Rai Sáp, xã Đắc Sô để du lịch. Trong lúc chơi tại khu vực thác Rai Sáp, thì người đàn ông này đã mất tích không rõ lý do. Theo trình báo của người phụ nữ đi cùng, ngày 24 tháng 4, cả hai đến khu vực thác Rai Sáp để dùng flycam quay phong cảnh chứ không tắm. Giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ lần thứ 93 đã diễn ra vào sáng nay ngày 26 tháng 4 theo giờ Việt Nam tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Bộ phim Nomadland của đạo diễn Chloe Zhao thắng 3 giải quan trọng tại Oscar cho hạng mục giải phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cụ thể, Frances McDormand tiếp tục lên sân khấu nhận giải nữ chính xuất sắc ngay sau khi vừa nhận giải phim hay nhất cùng ekip Nomadland. Đây là tượng vàng thứ 3 trong sự nghiệp của cô. Nhà làm phim người gốc Trung Quốc Chloe Zhao giành chiến thắng ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất. Nomadland trước đó đã thắng tại nhiều giải uy tín như Quả Cầu Vàng, BAFTA và Liên hoan phim Vin. Diễn viên kỳ cựu Anthony Hopkins thắng giải nam chính với phim The Father ở tuổi 83. Diễn viên Jun Yu Chung, 73 tuổi, gây cười với màn phát biểu nhận giải nữ phụ xuất sắc cho vai diễn trong phim Minari. Bà cũng là người Hàn Quốc đầu tiên thắng hạng mục này. Ma Octopus Teacher thắng giải phim tài liệu xuất sắc. Bom tấn Sun của Pixar đoạt giải phim hoạt hình xuất sắc. Sáng ngày 26 tháng 4, hơn 300 học sinh khối 1, trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã có một buổi sáng đầu tuần đáng nhớ với ngày hội mang chủ đề Một thoáng quê hương. Cô Nguyễn Thị Thu Vân, khối trưởng khối 1 của trường cho biết, hoạt động nhằm đẩy mạnh giáo dục toàn diện cho học sinh thông qua việc tích hợp giảng dạy các môn học như tiếng Việt, tự nhiên và xã hội, mỹ thuật, âm nhạc. Học sinh được giáo dục tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động trải nghiệm với chủ đề quê hương em, học sinh không chỉ được bổ sung kiến thức mà còn hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông, rèn khả năng quan sát. Tại hội nghị triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi và thủy sản trong tình hình mới, tổ chức sáng ngày 26 tháng 4, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, người nuôi thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn. Năm nay chỉ duy trì diện tích 1,3 triệu hectare với khoảng 4,75 triệu tấn. Để tháo gỡ khó khăn cho nuôi trồng thủy sản, Tổng cục Thủy sản đề nghị đẩy mạnh liên kết trong sản xuất để tiếp cận với nguồn cung ứng vật tư đầu vào có chất lượng tốt, giá cả phù hợp, giảm các đại lý trung gian, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, tăng năng suất, giảm chi phí, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng xác định lại mục tiêu kế hoạch trong năm 2021 giữ ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định ở 1 triệu 300.000 hectare. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4,75 triệu tấn, bằng 104,2% năm 2020. Theo báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, lao động phi chính thức, lao động phổ thông vẫn chiếm chủ yếu. Lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp còn thấp mới đạt 24,5% năm 2020. Cơ cấu lao động đã qua đào tạo chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Các định chế trung gian, chính sách an sinh và bảo hiểm của thị trường lao động còn yếu, độ bao phủ thấp, chưa đạt hiệu quả cao. Giai đoạn tới, Việt Nam cần chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, về tạo dựng và giải quyết việc làm cho người lao động, nhóm nghiên cứu đề xuất. Bên cạnh đó, chính sách tiền lương cho người lao động cần được xem xét điều chỉnh. 1.355 học sinh đoạt giải nhất nhì ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh có 31 học sinh được nhận bằng khen, trong đó có 4 giải nhất, 11 giải nhì. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ngô Thị Minh cũng đã ký quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho 1.355 học sinh này. Kèm theo bằng khen, mỗi học sinh được thưởng theo quy định tại Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, trích từ Quỹ thi đua khen thưởng của Bộ Giáo dục Đào tạo. Năm nay, trong số các địa phương có học sinh được tặng bằng khen, Hà Nội có số lượng nhiều nhất.
ngày 25 tháng 4, Ủy ban châu Âu EC đã kích hoạt cơ chế bảo vệ dân sự Liên minh châu Âu EU, đồng thời tìm cách đưa oxy và thuốc men sang hỗ trợ Ấn Độ sau khi nhận được lời đề nghị từ quốc gia Nam Á. Hiện đang ghi nhận số ca mắc mới và tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở mức cao nhất thế giới. Trong tuyên bố trên Twitter, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nêu rõ tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ rất đáng báo động và EU sẵn sàng hỗ trợ nước này. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ. Trong khi đó, Pakistan ngày 24 tháng 4 đã đề nghị hỗ trợ y tế cho nước láng giềng Ấn Độ. Pakistan đã đề nghị cung cấp máy thở, máy X quang kỹ thuật số và phương tiện bảo vệ cá nhân cho Ấn Độ. Cùng ngày, Mỹ đã bày tỏ đặc biệt quan ngại về làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Ấn Độ và thông báo có kế hoạch đẩy nhanh công tác hỗ trợ chính phủ Ấn Độ và các nhân viên y tế nước này trong nỗ lực chống dịch. Hiện tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã vượt 16,96 triệu người, trong đó 192.311 người không qua khỏi. Philippines, Indonesia và Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng ngàn ca lây nhiễm mới trong ngày 25 tháng 4, cho thấy diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở các nước Đông Nam Á vẫn rất phức tạp. Ngày 25 tháng 4, Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này ghi nhận 8.162 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại đây lên 997.523 người. Tại Indonesia, số ca mắc COVID-19 đã tăng thêm 4.402 ca chỉ trong một ngày, nâng tổng số người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 1.641.194. Cùng ngày, Bộ Y tế Malaysia cho biết, ghi nhận thêm 2.690 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có 2.680 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Malaysia có tổng cộng 392.942 ca nhiễm và 1.436 ca tử vong do COVID-19. Chuyên gia Lee Hoan Min, Trung Quốc sẽ nói lời chia tay đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam trong đầu tháng năm tới. Ngày 26 tháng 4, phụ trách bộ môn bóng chuyền Tổng cục Thể dục Thể thao Đào Xuân Chung cho biết, chúng tôi dự kiến tập trung trở lại đội tuyển Nam vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, do thủ tục giấy tờ của chuyên gia Lee Hoan Min không được cấp để ở lại Việt Nam đúng quy định và pháp luật, nên nhiều khả năng đội tuyển đành chia tay huấn luyện viên này. Trong trường hợp trước mắt, đội tuyển sẽ tìm chọn huấn luyện viên trưởng là người trong nước. Nếu không có chuyên gia, bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong kế hoạch chuẩn bị SEA Games năm nay trên sân nhà, bởi đội tuyển đã nhận chỉ tiêu giành huy chương vàng tại đại hội.